Hôm nay chúng ta phần bài học số 7 Seoul 2A Bài này có tiêu đề bài đó là Hanok Mari Otie Inenji Cái này bài ở bài này chúng ta sẽ hỏi về Bạn có biết À biết Inenji ở đâu không? Có ở đâu? Inenji Đây là Hanok Đây là cái làng truyền thống của Hàn Quốc Làng Hanok Đầu tiên chúng ta sẽ xem mục tiêu bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay là bài số 7, Hanokmani OTA Energy à xíu. Thì chúng ta vào mục tiêu bài học hôm nay chúng ta sẽ học về phần từ vựng đó là về kiêu thông đó là giao thông và tư vựng phần thứ hai đó là kil anne tức là hướng dẫn tìm đường muốn bước qua periodil là ngữ pháp và biểu hiện số 1 thì chúng ta sẽ xem cái biểu hiện về một cái dự đoán trong một hành động trong hoặc là một tính chất trong tương lai đó là chắc là có lẽ hoặc là giả định là động tính từ tiếp theo chúng ta sang phần ngữ pháp số 2, đó là động từ đi với Nân chi alta modura hoặc là danh từ đi với inchi modura ở đây chúng ta chú ý động từ đi với NINCHI alta là chúng ta là có biết về cái hành động này không hoặc là modura là không biết về cái hành động này còn đối với danh từ đó là inchi alta bạn có biết là cái danh từ này không à, chi tiết ví dụ thì chúng ta sẽ xem trong bài học bargiil và nói một kilchaki đây là tìm đường Muốn bước qua ý là động từ đi với miền đây là nếu muốn hoặc là để thực hiện một hành động gì đó thì chúng ta làm một cái hành động tiếp theo ở đằng sau tiếp theo động từ đi với taga là ngay taga ngay khi mà đang làm một hành động gì đó mà bị một hành động khác chen ngang Ví dụ như là đang ăn cơm thì điện thoại đến chẳng hạn. Tiếp theo, Baragi nói hai là ki kil anne hagi là chúng ta hướng dẫn cho người khác tìm đường. Phần nói một chúng ta là bản thân chúng ta đi tìm đường, tức là đi hỏi đường và đoạn sau chúng ta sẽ học về chúng ta là những người hướng dẫn tìm đường. Tiếp theo, Tukumaragi phần nọ nghe và nói Taxi Kisa wa Sonime tewa Chúng ta nghe một đoạn hội thoại của E của Sonim là khách hàng và Wa là và Taxi Kisa là Taxi là taxi Kisa là người lái xe. Đây là chúng ta nghe một đoạn hội thoại của khách hàng và người lái xe. Tiếp theo chúng ta có uh, phần nói đó là Maraki. Đây là Taxi Ezo ở trong taxi. một trực chi baraki, chúng ta nói địa điểm đến. Tiếp theo, ilko suki, phần đọc và viết. Kil miêng Chúng ta đọc một đoạn văn về cái giới thiệu về con đường hoặc là giới thiệu về đường đi. Tiếp theo, kil sơn Chúng ta viết một đoạn văn về việc giới thiệu đường đi tới một nơi nào đó chẳng hạn. Quá chê thực hành thức chân trang số vô Chomvopakaki à để chúng ta tìm một địa điểm uh, đặc biệt và chúng ta hãy uh, tìm hiểu những thông tin về nó. Tiếp theo hoa Buthasange Hangugekilirim chúng ta tìm hiểu tên của những con đường ở Hàn Quốc và parum, hoa là bị âm hóa. cái này chúng ta sẽ uh, học chi tiết từng phần trong phần bài học. chúng ta chú ý bài học này. Hanokbari otiengi aseo thì là chúng ta sẽ học về chủ đề là giao thông và kinane và một số cấu trúc ngữ pháp đó là uh, dự đoán sẽ cái gì đó và bạn có biết hành động hoặc là danh từ đó là gì không? Còn nếu để, nếu muốn hoặc là để làm một việc gì đó hoặc là đang làm việc gì đó có một việc gì khác nó chèn vào thì chúng ta sẽ có biểu hiện nói như nào thì chúng ta sẽ học vào trong phần bài này bài số 7 giáo trình Seoul 2A chúng ta tiếp tục phần bài học ở đây chúng ta có phần bài học và chúng ta bắt đầu từ phần từ vựng trở đi đầu tiên là ngã tư đó là sakri đèn xanh đỏ đèn đỏ của chúng ta ấy, đèn tín hiệu giao, giao thông ấy là xin hô tưng thường là các ngã tư ở các điểm góc này thì là chúng ta có góc thường là sẽ ở góc bên phải ở Việt Nam ở Hàn Quốc cũng tương tự như vậy thì sẽ có các xin hô tưng chia chân liệu chia chân là ga tàu điện ngầm bơ sư chân lưu trang sư chân trang là bến là điểm dừng xe buýt taxi chống nêu trang là điểm dừng taxi chiato là đường hầm yukio là cầu vượt qua đường huynh poto là lối sang đường dành cho người đi bộ đấy chúng ta nghe và đọc theo sa gori 신호등 신호등 지하철역 지하철역 버스 정류장 버스 정류장 택시 정류장 택시 정류장 지하도 Địa đạo. 6 cơ. 6 cơ. Hành đan bộ đồ. Hành đan bộ đồ. Chúng ta sẽ sang phần từ vựng tiếp theo. Đó là những cái uh biên trí dẫn. Đầu tiên là chuka ta là đi thẳng. Đi bên trái đi về phía bên trái. Bên phải đi về phía bên phải. Daka ta đi ra ngoài. nơ ta hoặc là karna ta là đi qua băng qua. Tiếp theo, seuta seuta dừng lại chích chín đi thẳng cho huê trơn hà trái u huê trơn hà phải thì chúng ta ở đây nhìn thấy có ba cái biển đi thẳng thì chúng ta có thể nói là chích chín hoặc là Chichin. chín huê chokuro thủ lô đó chính là cho huê trơn tiếp theo u rên chokuro thủ lô thì là u huê trơn các bạn 쭉하다 왼쪽으로 돌아가다 오른쪽으로 돌아가다 나가다 건너다 건너가다 세우다 직진하다 좌회전하다, 우회전하다. 쭉 가다, 직진하다, 쭉 가다, 직진하다. 왼쪽으로 돌아가다. 좌회전하다 왼쪽으로 돌아가다 좌회전하다 오른쪽으로 돌아가다 우회전하다 오른쪽으로 돌아가다 우회전하다 Tiếp theo chúng ta sang phần uh, ngữ pháp số 1. Trong phần ngữ pháp số 1 này, chúng ta sẽ thấy động từ đi với l ư cơ cắt thả. Thì ở ngữ pháp này, ngữ pháp này có nghĩa là chắc là có lẽ đối với động từ hoặc tính từ đó. Ví dụ chắc là uh, bạn ấy đã ăn hoặc là có lẽ bạn ấy đã ăn hoặc là đây là sẽ tương lai. Chắc là sẽ trời à, ngày mai chắc là sẽ lạnh thì chúng ta sẽ à, học chi tiết cấu trúc ngữ pháp này nghĩa của nó là chắc là có lẽ tuy nhiên nó dùng để à, khẳng định không chắc chắn hoặc là nói khiêm tốn cho người nghe hoặc là phán đoán về một việc trong quá khứ hoặc đã kết thúc thì chúng ta sử dụng thêm ad Earth ở đằng trước À, khi cắt tiếp theo à, chúng ta xem một số ví dụ ở đây Na hành thề vuươngơ bố lớn mu buri chốt kéo bạn à, Nana mua quà gì cho Nana thì tốt nhỉ chắc khi chú cứ các thầy bạn ấy chắc là sẽ thích sách 중단계야. 나나 씨한테 무슨 선물이 좋을까요? 책이 좋을 것 같아요. 나나 씨한테 무슨 선물이 좋을까요? 책이 좋을 것 같아요. 대 m m 중 t số v 소비족 나나 씨한테 이 옷은 좀 크다, 디다, 빨라, 클것 같아요. 짝라. Cái áo này tôi cho Nana, đối với Nana sẽ hơi rộng. Khư khá thấy hố. Ô vệ nên, ô vệ đu ní ô tá. Chắc là chiều nay trời tuyết rơi. Thì là ô cơ gạt thả, ô cơ gạt thấy hố. Ô nên nàn xí ca má ní tập ta. Thì là tô ô cơ gạt thấy hố. Tô ô cơ gạt thấy hố. 마리고 씨가 한국 음식은 만든 줄 안다. 만든 줄알것 같아요. 알 tương tự như là động từ không có 받침. Các bạn tiếp theo, 이건 맵지 않아서 아이들이 잘 먹을 수 있다. 먹을 수 있을 거예요. 먹을 수 있을 거예요. 인수 그 같아요. 아기맵 이건, 맵지안아서이맵아이맵아이맵아줘이맵 안아줘. 쌓이맵 안아줘. 쌓이맵 안아줘. 쌓이맵 안아줘. 이아줘아아 À, vì món ăn này không cay nên trẻ con có lẽ cũng có thể ăn được. Để chúng ta xem phần ngữ pháp tiếp theo. Ở ngữ pháp này chúng ta có động từ nần chi alta bora Ở đây có nghĩa là bạn có biết về cái việc gì đó hoặc là không biết về việc gì đó hay không. Ví dụ như là ở đây ạ. Sojeomi eodi inneunji 아세요? 어디 있다? là có ở đâu? Bạn có biết cái sơ chơm có ở đâu không? để hắc sen Huê quán xăm chứng nghe ý sen huê quán Là cái nơi, cái, cái nhà mà à, Nghỉ của học sinh Xăm chưng Xăm chứng là tầng 3 저희는 이 책을 읽어보겠습니다. 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 학생회관 3층에 있어요. 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 학생회관 3층에 있어요.

아세요? thấy 스티븐 Tiếp theo, Steven 갔다 어디 Steven. 아세요? 수업이 đây là mấy giờ kết thúc buổi học thì mấy giờ kết thúc. Bạn có biết buổi học mấy giờ kết thúc không? Đây là suo ở, là suo biết gì? 알아요? À, 아세요? À, Đấy, chúng ta sang phần ngữ pháp tiếp theo. Ngữ pháp này chúng ta là biết hoặc không biết về một việc gì đó. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần ngữ pháp 3 trong phần số 1 này. Đó là n inchi alta mudura. Bạn có biết người đó hoặc bạn có biết cái danh từ hoặc đồ vật đó là cái gì không? Ví dụ đơn 저 사람이 누구인지 아세요? Cái người kia là ai? Bạn có biết không? Hoặc là, bạn có biết người kia là ai không? 네, vâng. Steven C. 친구예요. Là bạn của Steven. Bây giờ chúng ta sẽ nghe. 저 사람이 누구인지 아세요? 네, Steven C. 친구예요. 저 사람이 누구인지 아세요? 네, 스티븐 씨 친구예요. 대표적으로 우리가 샘, 예금이 납치된 당기 잘 모르겠어요. 또공 얼마? t ô n g biết rõ 얼마. t 얼마인지. t i ế 오늘 파티에 올 사람이 아세요? 몇 명? là b a hôm nay bạn có biết người đến bữa tiệc bao nhiêu người không ạ thì là miết miếng yin chi a xéo chúng ta sang phần tiếp theo đó là kỳ. yin chi alta nân chi alta ta đối với động từ là bạn có biết về hành động đó không còn đây là bạn có biết danh từ đó không. Chúng ta sang phần Maruki một Maruki il thì chúng ta dịch đoạn này. Đầu tiên là Yujinchi nên Narachi xe đi tế. Ngày mai là sinh nhật của Nana. Busunsumuri uh, chốt càyo mua quả gì gì tốt nhỉ. Narachi nên 요리하는 것은 좋아하니까. Vì bạn ấy thích.

Ở Tia Energy bạn có biết có ở đâu không? Để 네, Ujukuk 옆에 있어요. À, có ở bên cạnh của Biêu Điện. Ujukuk ở Tia Asio, Điện có ở đâu? Y chukro 10 phút chấm color đi phía này. 유진 씨, 내일 나나 씨 생일인데 무슨 선물이 좋을까요? 나나 씨는 요리하는 것을 좋아하니까 요리책이 좋을 것 같아요. 아. 그게 좋을 것 같네요. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 우체국 옆에 있어요. 우체국은 어디에 있어요? 이쪽으로 10분쯤 걸어가면 보여요. 유진 씨. 내일 나나 씨 생일인데 무슨 선물이 좋을까요? 나나 씨는 요리하는 것을 좋아하니까 요리책이 좋을 것 같아요. 아, 그게 좋을 것 같네요. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 우체국 옆에 있어요. 우체국은 어디에 있어요?

그게 좋을 것 같네요. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? 우체국은 어디에 있어요? Bây giờ chúng ta sẽ 나나 씨는 요리하는 것을 좋아하니까 요리책이 좋을 것 같아요. 네, 우체국 옆에 있어요. 이쪽으로 10분쯤 걸어가면 보여요. 저희가 여러 번 bài này thì chúng ta sẽ nghe 유진 씨. 내일 나나 씨 생일인데 무슨 선물이 좋을까요? 나나 씨는 요리하는 것을 좋아하니까 요리 책이 좋을 것 같아요. 아, 그게 좋을 것 같네요. 그런데 이 근처에 서점이 어디에 있는지 아세요? 네, 우체국 옆에 있어요. 우체국은 어디에 있어요? 이쪽으로 10분쯤 걸어가면 보여요. 이이이 <목소리> thì uh, tình huống số 2 của chúng ta bạn Nana lại uh, thích uh, vì sở thích là siêu tập búp bê nên chắc là thích búp bê uh, sẽ hai bạn này tìm đến Inhier Kake và cái cái cửa hàng uh, gấu bông này cửa hàng búp bê này nó ở đâu? Kirin Corner đó Kirin đó 오른쪽으로 돌아가면 보여요 sau khi đi sang đường thì uh, đi đi thẳng đi sang bên phải thì sẽ thấy tiếp theo là uh, vì bạn nana này là thường xuyên xem những cái phim truyền hình hàn quốc nên các bạn định đi mua dvd thì uh, dvd thì bán ở sơ chơm uh, sơ chơm ở phía nào sơ chơm chơi chốc chúc Camion đi theo cái phía đi thẳng theo phía kia tiếp tục số 4 tình huống số 4 chúng ta có Nana là thích uh, hoa nên uh, vì bạn thích hoa nên uh, bạn khi mà mình mua hoa bạn sẽ thích thì mua hoa thì sẽ phải đến cốt chip cốt chip ở đâu ạ Obon Chunkuro Đá Camion nếu mà đi ra vào cửa số 5 thì sẽ đi ra chợ hoa đi ra nhà hoa đấy tình huống như vậy thì các bạn bốn tình huống này các bạn đóng vai và các bạn đọc lại như vậy tình huống số 3 tình huống số 2 tích búp b và tình huống số 1 của bài hội bài hội thoại chúng ta sang phần tiếp theo chúng ta sang phần tiếp theo đó là vun bớp y Đầu tiên là động từ đi với URIAMIEN. Ở đây chúng ta có thể dịch là định, hoặc để, hoặc là nếu muốn, tùy theo chúng ta. Ba cái nghĩa như vậy, chúng ta chọn nghĩa nào thì nó phù hợp. Ừ, ví dụ, HANNOK MANE, HANNOK MANE KA miền biết BƠN CHUN GURO DA THEO. Nếu mà tôi muốn đi đến HANNOK, làng HANNOK. 한옥 마을에 가려면 몇번 출구로 나가야 돼요?

ở đây chúng ta sẽ kim sơn giang ni Manna đây ạ hàn quốc xin muốn ích là có bát chim thì phải đọc là il cư địa miền il cư đây ạ cam kia kali chi an ta cam kia an ư miền ư điểm ư điểm nếu không muốn bị cảm cúm xô nên chá chú xí sư xèo thì phải rửa tay thường xuyên thì hãy rửa tay thường xuyên hàn quốc xin muốn ơn y gư đề mên y gư đề nếu muốn đọc báo hàn quốc thà nơ rơn mà ni ái a thuê o á đê thì phải biết nhiều tư vựng kim cho chân ni mà nà đề nếu muốn gặp thầy kim sam bu si đô kha hãy thử đi đến văn phòng trường học số bốn bún gô kì mắn tư lê mên mắn tư lê mên 소고기를 사야 돼요 불고기 만들려면 소고기 사야 돼요 만들려면 hoặc là 먹으려면 ư khi có bát chim còn không có ư khi không có bát chim đây có nghĩa là để hoặc là nếu muốn chúng ta sang ngữ pháp tiếp theo Ngữ pháp thứ hai đó là động từ divitaga. Động từ này thì sử dụng khi chúng ta nói về cùng một chủ ngữ. Làm hai hành động nhưng mà hành động trước đang làm thì hành động thứ hai chen vào. Ví dụ như là tôi đang ăn cơm thì điện thoại đến, điện thoại của tôi thôi. Tiếp theo là đối với trường hợp mà rút gọn thì người ta hay rút gọn taga thành ta. Ví dụ như là Hanok Mari mà đi ở tia ở là Hà Nội có đâu? Chúc cả ta gà sắc đi ở nơ gà Bạn đi thẳng rồi, bạn đi thẳng sau, 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 vẫn đang đi thẳng sau đó hành động khác đó là khi đi sắc cơ đi ở dấu nơ gà Đi thẳng rồi đến ngã từ cái ngã tư kia thì bằng qua đường. Luyện tập ạ. Cái gì đó 재미이 있어서 갔어요. 영화 보다. Thì là. 영화 보다가 재미 없어서 갔어요. đang xem phim nhưng mà vì nó không thú vị nên đi, không hay. Trơn hoa 받았어요. Bận 먹다. Ờ, 먹다가 cái này chỉ cái động từ bỏ chữ ta ạ 밥을 먹다가 전화를 받았어요. 저랑 cơm thì t i h n 다리가 아파서 1시간쯤 걷다. 다보보1시간 g 아파서 쉬었어요. 어위 다리 내려서 1시간쯤 걷다가 đang đi bộ khoảng độ một tiếng rồi thì vì đau chân thì nghỉ Đấy, chúng ta sẽ nghe phần bài này 한옥마을이 어디에 있어요? 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너가세요. 한옥마을이 어디에 있어요? 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너가세요. 한옥마이디에있어 <놀람> Hướng dẫn chỉ đường Kelly và Archersy -si. Đây là hỏi Archersy -si trước Sau đó Kelly lại hỏi money Là bà cô Archersy -si là ông chú à, Tiếp theo chúng ta sẽ dịch bài này một chút Chúc ờ, à, Đằng kia ơi Hà mà đi ở Nên chi ở Anh có biết là Cái làng Hà ở đâu không ạ Chờ tôi ở dưới 잘 모르겠어요. tôi cũng lần đầu được tới đây. cho tôi tôi cũng nhớ kỹ cả. ở đây chờ mì đã sơ vì là lần đầu. chán mua được cái tôi không biết rõ. xong cô này cô Kelly đi hỏi người khác. Shilajiman Hanuman ne kariyamen onu chokuro kaya deo. Shilajiman xin lỗi làm ơn Hàn Ốc mà hồi đi tới cái làng Hàn Ốc, nếu muốn tới làng Hàn Ốc, ơn ư là nào, chốc là phía, ư đô. phía nào? Khai ra tuyếu, phải đi. Xin lỗi, nếu muốn đi đến làng Hàn Ốc, thì tôi phải đi phía nào? A à, chung mình đi trả lời. Sa bơn chung cu rô, hãy đi ra bằng cửa ra số bốn.

Hà Nội, chú cả ta đi thẳng sang cái đi số ở ngã tư Kil Kenemian sang đường Hà Nội, thì là con làng Hà Nội ở đấy. Cảm ta cảm ơn. Chúng ta sẽ nghe phần bài này. Chờ kì ơ, Hà Nội là ở 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. 실례지만 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 4번 출구로 나가면 돼요. 4번 출구에서 한참 가야 돼요? 아니요, 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 감사합니다. 저기요, 한옥마을이 어디에 있는지 아세요? 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. 실례지만 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 4번 출구로 나가면 돼요. 4번 출구에서 한참 가야 돼요? 아니요, 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 감사합니다. vai 에 vai 저기요. 한옥마을이 어디에 있는지 아세요? 실례지만. 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 4번 출구로 나가면 돼요. 4번 출구에서 한참 가야 돼요? 아니요, 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 감사합니다. 시작. 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. 4번 출구로 나가면 돼요. 아니요. 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 저기요, 한옥마을이 어디에 있는지 아세요? 저도 여기가 처음이라서 잘 모르겠어요. 실례지만 한옥마을에 가려면 어느 쪽으로 가야 돼요? 4번 출구로 나가면 돼요. 4번 출구에서 한참 가야 돼요? 아니요, 가까워요. 쭉 가다가 사거리에서 길을 건너면 한옥마을이 나와요. 감사합니다. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, phần Tukomaraki. Chúng ta tiếp tục phần mà học với phần Tukomaraki. Chuẩn bị, chuẩn bị. Các bạn đã uh, đi taxi ở Hàn Quốc chưa? Khan hãy 빈칸에 Nghe cho kỹ và hãy viết vào phần uh, dòng kẻ trống, Khan 잘 듣고 빈 칸에 써보세요. 아저씨, 서울대학교로 가주세요. 서울대학교 안으로 들어가세요? 네, 들어가서 좌회전해주세요. 알겠습니다. 어디에서 세워드릴까요? 언어교육원 앞에서 세워주세요. 그래 교육원에서 언어 교육원 앞에서 세워 주세요. 세워 주세요. 세우다라증 lại. 네, 세요라디 đến 세요 리덴 아, 손대학교 c h ú n 잘 듣고 빈칸에 써 보세요. 아저씨, 서울대학교로 가 주세요. 서울대학교 안으로 들어가세요. 네. 들어가서 좌회전해 주세요. 알겠습니다. 어디에서 세워 드릴까요? 언어교육원 앞에서 세워 주세요. chúng ta sang phần nghe số 준비 여러분 고향에서 보통 언제 길은 많이 막힙니까? ở đây chúng ta là quê hương ở quê hương của các bạn phổ à, thông thường thường. ơn khi nào khi đi mà, ni là khi nào thì được tắt đường. tức kỳ ý thức cô tập các bạn nghe và trả lời câu hỏi à, đầu tiên là cơm cha tiro chikum otiro bạn nữ này bây giờ đang muốn đi đâu số 2 chăn thực cô mà nên cờ sơn cô nghe cho kỹ và trả lời câu hỏi nghe cho kỹ và chọn cái đúng xin lỗi các bạn nhớ than thẹt xì gà xa cô cái taxi mà cô gái đã lên xảy ra tai nạn xa cô gà nạt xùm 앞에서 택시를 탔습니다. Cái người con gái này uh, đi taxi từ xi si trường áp, tức là từ phía trước của tòa thị chính. Số 3. 여자는 택시에서 내려서 지하철을 탈 것입니다. Cô gái này định uh, xuống taxi và đi, đi tàu điện ngầm. Chúng ta sẽ nghe bài này. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서오세요. 아저씨, 시청으로 가주세요. 그런데 지금 길이 많이 막힐까요? 퇴근 시간이 아니니까 괜찮을 거예요. 네. 중요한 약속이 있어서 20분 안에 꼭 도착해야 돼요. 57분 교통정보입니다. 시청 앞 사고 때문에 시청으로 가는 길이 많이 막힙니다. 시청 쪽으로 가시는 분들은 다른 길로 돌아가시는 게 좋겠습니다. 손님, 사고 때문에 20분 안에 도착 못할 것 같은데요. 그래요? 그럼 가다가 가까운 지하철역 앞에서 세워주세요. 네. 조금만 가면 지하철역이니까 거기에 gì 감사합니다. 어, ờ, 어 bài này chúng ta bạn này bạn đi đến si chân áp. bạn ấy định đi đến si chân áp, mà ở si chân áp có một cái tai nạn, cho nên là theo cái băng sông, tức là theo cái băng sông quốc là đài tiếng nói thì họ thông báo là ở si chân có tai nạn nên các xe đi sang phía khác thì tốt. Cho nên là tài xế taxi này đã nói với cô gái này đó là ở đó có tai nạn nên không đến trong 20 10 phút được thì cô này cô ấy định xuống đi bằng tàu điện ngầm thì ông taxi ông ấy cho xuống ngay chỗ gần ga tàu điện ngầm gần nhất Thì chúng ta nghe lại và chúng ta chọn đáp án đầu tiên là xin cho ngáp địa điểm đến 이 소파는 택시 내려서 지하철탈 것입니다. 그래서 이딴가, 이 소파는 일이 소파가 맞습니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 어서오세요. 아저씨, 시청으로 가주세요. 그런데 지금 길이 많이 막힐까요? 퇴근 시간이 아니니까 괜찮을 거예요. 네, 중요한 약속이 있어서 20분 안에 꼭 도착해야 돼요. 57분 교통정보입니다. 시청 앞 사고 때문에 시청으로 가는 길이 많이 막힙니다. 시청 쪽으로 가시는 분들은 다른 길로 돌아가시는 게 좋겠습니다. 손님, 사고 때문에 20분 안에 도착 못할 것 같은데요. 그래요? 그럼 가다가 가까운 지하철역 앞에서 세워주세요. 네. 조금만 가면 지하철역이니까 거기에 세워드릴게요. 감사합니다. Uh, chúng ta đã viết địa điểm đến của cô gái này và chọn phần số 2 này chưa tiếp theo chúng ta sẽ sang phần maragi phần nói taxi kisawa Sunimi yaki chúng ta hãy đóng vai người lái xe và người khách để chúng ta thực hành đi đến những điểm mà như trên hình ví dụ đi thẳng rồi rẽ trái rồi cứ đi thẳng sẽ đến Uchiku à, và đi thẳng rẽ phải ở có ngay ở phía bên trái tiếp theo là đi thẳng qua hai sakuri thì sẽ đến thì những cái đấy thì chúng ta sẽ luyện tập cùng với nhau tiếp theo Ilkosiki đọc và viết đầu tiên chúng ta sẽ xem phần chuẩn bị 여러분은 길을 잘 khi các bạn không biết đường thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên chúng ta có thể hỏi công an Thứ hai chúng ta có thể tìm bản đồ Thứ ba chúng ta có thể gọi điện hỏi bạn bè Thứ tư chúng ta có Google Map Bây giờ đa phần chúng ta sẽ sử dụng Google Map để đi, kể cả đi ô tô, xe máy hoặc là chúng ta tìm hiểu về các địa điểm du lịch Ở đây chúng ta sẽ Chúng ta hãy đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi. Đây là đoạn thư của bạn Chi Yeon viết cho Yu Jin. Yu Jin si, 이번 주 금요일에 요리 우리 우리 집에서 하는 파티 있지 않았죠? 아, Yu Jin, bạn không quên mất là thứ sáu tuần này có bữa tiệc ở nhà chúng tôi chứ? Urijiburo yosuchikachi o miên tuyo. Đến nhà chúng tôi lúc sáu giờ nhé. Chipkachi o nên kil alia chulkeo. Cái đường đến nhà tôi, tôi sẽ hướng dẫn bạn đường đến nhà tôi. Urijibun hakkyo e so isipun chum kaleo. Từ nhà tôi thì từ trường mất khoảng độ 20 phút. Từ trường đến nhà tôi mất khoảng độ 20 phút. 학교에서 5511번 버스를 타고 소운대 내리세요. Đầu tiên chúng ta đầu tiên bạn đi xe buýt số 5511 5511 đến ga Sonteoku và xuống. Son Teuk-gu-yeok 4-bon-jun-gu ap-ese ap-e Uri Mart-ga isseoyo. Ở cạnh cửa ra số 4 của ga Son Teuk-gu thì có ngay cái Uri Mart, có ngay cái siêu thị Mart, À có ngay cái siêu thị Uri. Uri Mart-eun 지나서 đi qua cái siêu thị Ury Ishimitechum Kuroomiyan nếu mà đi qua cái siêu thị khoảng độ 20 mét Nara Obishten thì bạn sẽ nhìn thấy cái uh, uh, khách sạn văn phòng Nara cái khách sạn tích hợp cả ở bên dưới là văn phòng còn bên trên là nhà ở. Uri Jibun Nara Office Ten Obek Panbek Oho Eo Nhà của tôi là ở cái khách ở cái văn phòng khách sạn đó ở phòng 805. Elevator Tago Pan Chung Ro Ulla Mien Teo bạn có thể đi thang máy lên tầng 8. 어떻게 오는지 잘 모르면 전화하세요. Nếu bạn không nếu không biết đến bằng cách nào, không biết đến như thế nào thì hãy gọi điện cho tôi. 그리고 파티에서 먹은 음식은 한 가지만 같이 좋겠어요. nếu mà À, ở bữa tiệc ấy, thì có một cái nếu mà bạn mang đến thì rất là tốt. Khôi hăng ẩm sĩ cơn bán miên chú thầy Nếu bạn làm cái món ăn của quê hương mà mang đến thì tốt. Cho nên bún cô kì hóa chạp chê rơ chuẩn bị hà cô Tôi định chuẩn bị món miến trộn là chạp chê và bún là món thịt nướng cơm cơm dùi <laughs> nè à, phải vậy nhé thứ sáu gặp nhau chỉ ơn thì theo cái nội dung chúng ta dịch thì y cơ đê nè các bạn hãy chọn những cái nội dung giống như nội dung của đoạn văn chỉ ơn nè chỉ bê nếu muốn đi đến nhà chỉ ơn thì phải đi xe buýt 유진 씨, 유진은 분고기와 잡지를 준비해야 합니다. 아, 유진, đây là đoạn này là đoạn viết người viết là 유, 아, 지연, 지연 준비 분고기와 잡지 rồi. 이번 주 금요일 학교에서 파티를 합니다. cái này là tiệc vào thứ sáu tuần này có tiệc ở nhà trường không phải cho nên số 1 đúng 여기 서울 대입구역입니다. đây là 서울 대입구역 지연 씨집 어디입니까? nhà của 지연 ở đâu? 다음 일 부터 오까지 중에 고르세요? các bạn hãy chọn từ 1 đến 5 là xem là nhà của bạn 지연 ở đâu đầu tiên ra bằng cửa số 4 đúng không ạ? ra bằng cửa sổ số 4 gặp ngay ma thử có thấy office ten office ten số 1 đấy Đó. ra bằng cửa số 4 có ngay office 10 đi bộ 20m đây là đúng rồi số tình huống là số 1 우리 집 오는 길 유진 씨, 이번 주 금요일에 우리 집에서 하는 파티 잊지 않았지요? 우리 집으로 6시까지 오면 돼요. 집까지 오는 길을 알려줄게요. 우리 집은 학교에서 20분쯤 걸려요. 학교 앞에서 5511번 버스를 타고 서울대 입구역에서 내리세요. 서울대 입구역 4번 출구 옆에 우리 마트가 있어요. 우리 마트를 지나서 20m쯤 걸어오면 나라 오피스텔이 보여요. 우리 집은 나라 오피스텔 805호예요. 엘리베이터를 타고 8층으로 올라오면 돼요. 어떻게 오는지 잘 모르면 전화하세요. 그리고 파티에서 먹을 음식을 한 가지만 가져오면 좋겠어요. 고향 음식을 만들어 오면 좋을 것 같아요. 저는 불고기와 잡채를 준비하려고 해요. 그럼 금요일에 봐요. 지연 우리 집 오는 길 유진 씨, 이번 주 금요일에 우리 집에서 하는 파티 잊지 않았지요? 우리 집으로 6시까지 오면 돼요. 집까지 오는 길을 알려줄게요. 우리 집은 학교에서 20분쯤 걸려요. 학교 앞에서 5,511번 버스를 타고 서울대 입구역에서 내리세요. 서울대 입구역 4번 출구 옆에 우리 마트가 있어요. 우리 마트를 지나서 20m쯤 걸어오면 나라 오피스텔이 보여요. 우리 집은 나라 오피스텔 805호예요. 엘리베이터를 타고 8층으로 올라오면 돼요. 어떻게 오는지 잘 모르면 전화하세요. 그리고 파티에서 먹을 음식을 한 가지만 가져오면 좋겠어요. 고향 음식을 만들어 오면 좋을 것 같아요. 저는 불고기와 잡채를 준비하려고 해요. 그럼 금요일에 봐요, 지연. 다음, 우리가 보는 것은 발음입니다. 발음은 이 문장에서, 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 발음은 이문 mong nail mong nail hằng mal hoặc là innen innen hoặc là hằng gù gò hằng gù thì là hát đằng sau là luyến âm thì hằng gù mal hằng mal chúng ta sẽ nghe phần phát âm

2. 작년에 한국에 왔어요. 1. 한국말을 배우려고 한국에 왔어요. 2. 이 책은 요즘 사람들이 많이 읽는 책이에요. 3. 저는 맛있는 음식 먹는 걸 좋아해요. 4. 한옥 마을에 가봤어요? 네. 작년에 가봤어요. 바 phần bài số 7 chúng ta kết thúc ở đây. 한옥 마을이 어디에 있는지 아세요? Từ vựng chúng ta sẽ học từ từ vựng về phần chúng ta đã học về phần giao thông và từ vựng về phần giao thông và từ vựng về phần uh, đây ạ. giao thông và kinane tức là tìm đường hướng dẫn đường thì ở phần bài này chúng ta học bốn ngữ pháp đó là n tức có lẽ hình như hoặc là động từ đi với nunchi alta danh từ đi với inchi alta đó là bạn có biết hoặc không biết về một cái việc hoặc là một cái hành động nào đó không tiếp theo động từ đi với uriemen nếu có bát chim có ư không có bát chim không có ư điềm yên là nếu muốn ví dụ nếu muốn đi đến đâu đó thì cần phải làm cái gì tiếp theo động từ đi với taga à, đang làm hành động đó hành động gì đó thì có hành động khác chen vào tiếp theo là chúng ta đóng vai giữa tài xế và người khách để chúng ta đóng vai tình huống là chúng ta đi taxi thêm nữa chúng ta hãy viết về một cái tình huống hướng dẫn đường đi về nhà mình sau khi chúng ta đọc một đoạn văn như vừa rồi chúng ta kết thúc bài ở đây chúc các bạn có một buổi học vui vẻ